Số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 37.000 người. Dù có rất nhiều nỗ lực nhưng công tác cứu hộ động đất ở hai nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Hiện nay thì cơ hội tìm kiếm những người sống sót đã bắt đầu cạn dần. Hiện giới chức địa phương đã bắt đầu chuyển sang nỗ lực hỗ trợ hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Cậu bé 13 tuổi này đã may mắn được cứu ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sau 182 giờ bị mắc kẹt. Cô bé Mirai, 6 tuổi, cũng đã được giải cứu hôm qua ở thành phố Adiyaman sau 178 tiếng kẹt dưới đống đổ nát. Những trường hợp được tìm thấy vẫn còn sống sau hơn một tuần xảy ra động đất có độ lớn 7,8 này đang ngày càng ít dần, bất chấp việc hàng chục ngàn nhân viên cứu hộ cả trong nước lẫn ngoài nước vẫn tiếp tục làm việc suốt ngày đêm. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đều thừa nhận giai đoạn cứu hộ sắp đến hồi kết thúc. Điều cấp thiết lúc này là hỗ trợ cho các nạn nhân động đất. Giờ là giai đoạn hỗ trợ các nạn nhân động đất. Vấn đề cấp bách lúc này là cung cấp chỗ ở, thực phẩm, hỗ trợ tâm lý cho người dân và trẻ em. Tại tỉnh Karamanmaras, nơi có tâm chấn động đất, khoảng 30.000 lều bạt đã được triển khai, trong khi gần 60.000 người được trú tạm trong các trường học và cơ sở thể thao. Tại Syria, xung đột giữa các phe phái trong nội chiến nhiều năm qua cũng đang cản trở việc đưa hàng cứu trợ đến vùng Tây Bắc, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý để Liên Hiệp Quốc chuyển hàng viện trợ tới Syria thông qua hai cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 tháng tới. Hôm nay, chính phủ New Zealand đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi cơn bão Gabrielle quét qua đảo Bắc của nước này. Dưới hình ảnh mà quý khán giả đang nhìn thấy, những tuyến đường đã bị ngập chìm ở trong nước, việc di chuyển của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử New Zealand đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm tạo điều kiện để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng do cơn bão. Khoảng 46.000 hộ gia đình đã rơi vào tình cảnh mất điện trong ngày hôm qua. Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand đã phải hủy hơn 500 chuyến bay gây ảnh hưởng đến 10.000 hành khách quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua thông báo Guinea-Xích Đạo đã xác nhận đợt bùng phát đầu tiên của dịch virus Marburg, một căn bệnh có khả năng lây nhiễm cao và gây chết người tương tự với Ebola. Hiện nay thì công tác phòng chống dịch bệnh đã được triển khai thực hiện. Đến nay đã có 9 người tử vong, ngoài ra có 16 trường hợp nghi nhiễm cho các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy. Bệnh có khả năng lây lan cao với tỷ lệ tử vong lên đến gần 90%, trong khi hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị thích hợp. Chính phủ nước này đã phải tiến hành các bước cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại khu vực Biển Đông. Nếu quý khán giả có dịp đến Pháp mà chưa biết đi đâu thì chúng tôi có một gợi ý. Đó chính là chương trình trải nghiệm 2 ngày 1 đêm tại nhà hát Opéra Palais de Guinée ở thủ đô Paris của Pháp. Đã được đánh giá là một hoạt động để hấp dẫn dành cho những ai yêu thích âm nhạc và các công trình kiến trúc cổ. Airbnb mang tới dịch vụ trải nghiệm theo chủ đề bóng ma trong nhà hát, trùng tên với cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Pháp Gaston Leroux và dẫn nhạc kịch của nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber. Từng khán phòng đơn lẻ của công trình kiến trúc độc đáo này được thiết kế thành phòng ngủ sang trọng và cổ điển. Airbnb sẽ mở đường link đăng ký dịch vụ lưu trú tại nhà hát Opéra Palais Garnier vào ngày 1 tháng 3 tới, với giá khoảng $40 một khán phòng. Gói dịch vụ này bao gồm các hoạt động thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc, ăn tối tại phòng diễn tập được trang trí công phu và tham quan hậu trường của công trình nghệ thuật ấn tượng bậc nhất Paris được xây dựng từ thế kỷ 19 này.